rủ anh em đánh thôi rồi đấy. Tiêu đang stream không? Có ông Hoàng này. Tiêu có đang stream không? Hình như Tiêu cũng có đang stream kìa. Có Tiêu luôn này. Phép à? Rừng. Có hệ thần tài giúp 5.000 nhưng mà thần tài trong này nó chua lắm bạn ơi. Nó thuộc dạng cái thể loại gọi là chơi khó vãn lên. Siêu con mọn ra đấy đó, không biết có chơi nổi không. Siêu Red Dog không biết chơi nổi không, chứ đừng có nói là nhân phẩm bình thường, nhân phẩm cùi cùi bạn ạ. Ừ. Nhân phẩm cùi cùi, nhân phẩm bình thường là thua đấy, chơi không lại đâu. Thiện xạ. Giờ này mình thích, mùa này mình thích chơi thiện xạ quá. Từ xưa tới giờ là mình thích chơi những cái gì mà hồi chơi Dota ấy, mình thích chơi những cái gì mà nó nảy qua nảy lại rồi. Đánh lan lan nảy 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 ấy. Mùa 2 thì thích chơi CV rồi. Tới mùa này thì lại thích mấy cái kiểu nảy 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 này. Nhìn vui vui cung săn rồi này. Có tí vitamin cung săn luôn. Oh! Sao nè, ý là muốn chơi thiện xạ đúng không? Đây thiện xạ, đây thích chơi thiện xạ là có thiện xạ đây. Vấn đề gì, ai gọi thiện xạ đó, có mặt chó thiện xạ đây. Được của nó. Nên roll vein 3 không nhỉ? Roll vein 3 đi nhỉ? Không giết kịp Z luôn. Vein 3 125 đam. Nghe có vẻ chua chua ta. 125 đam. Vein 3 125. Thế các bạn chơi thiện xạ kẹp mấy cái hệ hộ pháp này cũng hay hay này. Nhưng mà phải up 9. Chơi như vậy thì phải up 9 không roll được bên 3 đâu. Chơi thiện trạng xạ up chết không. Thì roll bên 3 là phải không được up 9 nổi. Còn nếu mà thiện xạ với lại hộ pháp con tim mua đi. Mổ cho nó thích. Thiện xạ hộ pháp à? Có cung săn rồi. Nuôi Zihin nó vẫn tín hơn anh em ạ. Nuôi con Vên này nó không tín bằng con Zihin đâu. Thôi lên chết ha. Lát kiểu lên chết đi.
kiểu lên chết nuôi di hin tín hơn, tín hơn là nuôi con ven đấy. Này chắc là hộ pháp à? Ồ, chiến tướng x2 v2 javan ngon nhỉ. Con javan nó am tuyến sau ngon quá nhỉ. Hay quá, bỏ em đi, hay quá. Thế là thắng. Nhờ bạn ấy bỏ em cái mình thắng. Vui thế. Ôi giời ơi, may thế nhờ. Đúng thiếu một đồng luôn. Bạn ấy bỏ em một cái mình thắng luôn. Được của nó. Bị ép không? Bị ép hoặc là găng. Lại lấy bị ép hoặc là găng tiếp thôi. Bị ép hay là găng? Găng tiếp đi nhờ. Găng 2 đồng. Quên, găng 3 đồng. Điếp có 2 đồng thôi. Lấy găng tiếp đi. Tiên phong thiện xạ ổn hơn. Thì mình thường thường là mình hay chơi tiên phong thiện xạ mà. Mình auto tiên phong thiện xạ luôn đấy. Hay tiên phong thiện xạ đấy. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn kẹp 4 con hộ vệ vô đánh nhìn nó có vẻ ổn lắm. Nhìn nó hay hay ấy. Nên mình cũng muốn thử, kiểu kiểu muốn thử ấy mà. Con Ven á, cầm cuồng đao nè, găng bảo thạch vô cực, khỏe. Bắn được lắm. Cuồng đao găng bảo thạch vô cực là bắn được. Nếu mà Ven 3 á, găng bảo thạch vô cực thì sẽ bắn bao nhiêu đam ta? À, 125. 125 này tính thêm 15% nữa đi. Của cái gậy đi cho 140. Sao vậy? Nó cũng nằm ở túi tạ mà, chứ đâu có mất đâu. Nhưng mà không có đụng được cái gì hết á. Ô, đồ tím nè. Bán hết bà mấy cái này đi. Bán hết mấy cái bậc 3 đi. Bán nè. Cái gì bậc 3 bán hết đi. Bậc 3 mới bán, bậc 4 có. Sắp xếp là đồ tôi tặng tự rơi ra. Ừ đúng rồi. Hết thời gian rồi kìa. Mua tướng đi. Có con Timo thôi, rồi để đấy thôi. Sao làm gì mà chật dữ vậy ta? Xem coi. Vên thế này. They will be purified. Kiếm chỉ cự thú rồi kìa. Ủa, đồ đâu? Ủa, đồ từ đâu? Ủa, đánh ba con người đá không có gì luôn hả? Alo? What the fuck gì vậy? Ủa, đánh ba con người đá không có gì luôn. Kỳ vậy?
ba con người đá không có một cái gì luôn. Vô lý thực sự. I bring swift death. Quên mất. À bên ba. Mình quên mình bỏ qua con ấy rồi, bỏ qua con Kata rồi. Cũng không biết đồ đâu luôn. Chưa có pet bạn ơi. Chưa có pet chứ không phải là chưa mua pet. Chưa có. Quên rồi, để anh Kata vô tính đánh Lucic. Lucic nuôi Kata. Ván này mình nuôi Vayne nha. Vayne găng bảo thạch các kiểu. Cùng đao các bảo thạch vô cực. Bắn cho nó thích. Bỏ mẹ đi. Bỏ mẹ cái hệ thần tài đi. 5, 8, 10. Bỏ mẹ cái hệ thần tài đi các bạn. Giờ tập trung đánh đi. Đồ ít quá. Không hiểu, đánh ra người đá không có đồ luôn. Này, người ta ba đồ hết rồi. Người ta ba đồ mà mình chưa có gì hết. Chả hiểu. Ai cũng ba đồ. Mình rốt ba cái hộp nhỏ. Chả hiểu đâu người đá kiểu gì. Vô lý. Ra người đá vô lý vãi lìn. Vô lý thực sự ấy. Mình thọt đồ ấy. Ông nội này chứ giết hai nước mắt là sao ta? Giết tốn mana lắm à? À chắc là nuôi Venga. Ông nuôi Venga. Ông nuôi con Venga. Ủa? Hai nước mắt rồi lại còn hai BF là sao? Ông tính nuôi cái gì? Giáp thiên thần à? Giáp thiên thần hai nước mắt kiếm súng à? Ông tính nuôi gì vậy? Chơi thần rừng nuôi Venga. Tính nuôi gì vậy ta? Không hiểu lắm. Cuồng đao là món phải có nha, bắt buộc phải có đó. Không có cuồng đao là hơi toang đó. À nuôi ass, ass thì khổng lồ. Học ốp 6 mà còn 40 tiền luôn, giàu hơn mình nhiều.
Đó, có hai Dust Toller 206 dam rồi này. 206 dam, hai con u hồn đấy. Nó quen đất rồi. Hai con u hồn mà 206 dam rồi. Hai u hồn. Biết này, đấy. 206 dam. Thì bây giờ mà cầm găng bảo thạch vô cực vô nữa thì nó chắc phải xương xương là nếu mà nảy lên thì chắc mình nghĩ là 500 đó. Tầm 500 dam đó. 3 hit 500 dam, lan cho 4 con cũng được. Mỗi con ăn 500 dam thì cũng đau đấy. Không đùa đâu. Ui, Kalista tin ăn xong đấu. Vãi rồi. Vãi nồi, top 1. Đỏ chó thế. Chơi game đúng đứt đót luôn. Đồ đẹp nữa chứ. Thế thì nó ghép hai cùng cung còn được ấy. Bốn đồ rồi các bạn ạ. Đéo bằng, đéo bù cho mình hai đồ rưỡi. À, vừa top 1 cháy, vừa đồ ngon, đồ nhiều. Không bù cho mình nhờ. Qua tới mùa 4 là vẫn còn xui ạ. Xui thật ấy. Tới mùa 4 là chơi vẫn không đỏ lên được. Đạo xanh, thọt đồ vãi lên. Thì mình ít đồ nè. Kiếm súng có cộng dồn nha bạn. Ít đồ thì mình nói ít đồ chứ ít đồ chẳng lẽ mình nói nhiều đồ bạn. Thì mình đang ít đồ thì mình nói là mình ít đồ. Chứ không lẽ bây giờ mình nói mình nhiều đồ quá ha ha. Cho các bạn vừa lòng. Ôi tôi nhiều đồ quá. Không, găng bảo thạch vô cực luôn, bắn cho nó đau. Trời ơi, con Ari. Vãi ca nổi bao nhiêu đam vậy? 6 pháp sư à? Đúng 6 pháp sư luôn. Ari lắm nước mắt nha. Ô Ari, còn Ari 80 mana. Được, Ari đồ ngon đấy. Tí nữa không bán kịp. Genic cho ngon hơn. Tí phải kẹp bí ẩn nhỉ. Giờ phải auto lên chat lấy 6 thiện xạ cái đã. 6 thiện xạ bắt máy nổi. Lấy Sen Yuani nữa. Rít 4.5 luôn. What conflict awaits? Thêm hộ pháp được không? U hồn hộ pháp. U hồn hộ pháp. Ghép chiến tướng được không ta? Chiến tướng cho con này. Thôi.
đã lỡ rồi, lỡ nuôi nó thì gan bỏ thạch vô cực đi, không thôi toang đó. Ui, được. Hai thìa chứ nhỉ? Keeper hay là hai thìa? Thôi hai thìa đi. Cái thìa mình không ghép được cái gì đâu các bạn. Cái thìa khó ghép quá. Thôi. Lấy hai thìa đi. Lấy hai thìa là sự lựa chọn hợp lý nhất đấy. Mình nghĩ lấy hai thìa là ok nhất đấy. Không có gì ok hơn bằng hai thìa đâu. Hai thìa cho nó chắc. Tính lấy con đấy nó là nó cũng là hộ pháp, nhưng mà thôi mình suy nghĩ lại không lấy đâu. Hai thìa thì chết tám đánh được rồi, đây hộ pháp này. Giờ roll lấy gì hin? Giờ roll lấy gì hin đúng không? Không, nó 4,5 luôn. Giờ roll lấy gì hin cái. Đâu ta? Khó ra gì hin vậy? Con này đánh bằng Senju cũng được. Ổn rồi đấy. Mới bỏ Zinix đâu cần nuôi Zinix đâu bạn. Nuôi con Timo thôi, nuôi con nào có tác dụng thôi. Đây Zihin đây rồi. Chắc mình đánh 4 con u hồn đi. Sáu thiện xạ. Sáu thiện xạ 4 u hồn. Hai hộ pháp. 6 thiện xạ 4 hộ pháp cũng được. 6 thiện xạ 4 hộ pháp. Cung săn. Bây giờ con này cầm cung săn cũng ngon. Nhưng mà mình nghĩ là cho Zihin cung săn hay hơn. Con này cần đồ, cầm đồ vô cực vô cùng hay hơn. Bây giờ có cái đồ gì từ từ. Giáp kháng phép. Cung săn vút 7. Con Zihin cung săn là được rồi. Zihin cung săn vút 7 luôn. Còn lại cái này cho tạm như con Riven đi. Cho nó quẩy. Nó lên nó tăng. Ven cần thêm cuồng đao hay cái gì đó.
Bà mẹ nó kìa. Cái nen giật không chán thì con này. Chán là chết mợ nó rồi. Tám tiền. Ba tia ngon không ghép không? Không cần ba tia bạn. Tôi cần con này cầm vô cực. Cái ba tia nó chỉ bắn thêm được một tia, cái tia của thiện xạ, cái tia mà khi bạn xài ba tia của thiện xạ nó không có bay qua bay lại đâu. Nó không có nảy qua nảy lại đâu bạn ạ. Thêm con hộ pháp nữa cũng được. Cho con này ra level 1 không biết có ulti kịp không. Hơi phí. Ba con hộ pháp càng tốt thôi, nhiều siêu. Cứu tim. Mình bỏ con này đi nè. Mình bỏ con này đi, mình kiếm con gì, con Azir nữa là được. Bỏ con Thresh kiếm con Azir nữa là team mình full bài rồi. Mẹ con Ari lên. Vãi thôi con Ari kìa. Ari linh hồn x2. Mẹ nó âm mưu Ari 3, nó chọn một cái không còn ai. Cái này chắc phải kẹp thêm bí ẩn vào rồi các bạn ạ. Cái này mình phải kẹp thêm bí ẩn. Đây cuồng đao. Hai cuồng đao. Hay là diệt khổng lồ cũng được. Cuồng đao hoặc diệt khổng lồ. Tôi nghĩ là vên hai cuồng đao đi. Tốc đánh nó hơi chậm. Tăng đam. Chắc mình phải kẹp bí ẩn đấy. Nếu muốn kẹp bí ẩn thì bây giờ có hai cách. Một là kẹp con Cassiopeia với lại con một lèo lấy hai bí ẩn. Hai là phải kẹp bốn con đấy. Kẹp Cassiopeia với một lèo hoặc là đánh kiếm thêm con đấy. Giờ đang kiếm con gì ta quên rồi. Azir à. Bo lại thì bạn đang đánh hộ pháp thì bạn bo lại thôi, có gì đâu. Bạn đánh hộ pháp mà bạn phải bo thôi. Có bo lại hay không bo lại cũng vậy à. Khó nhỉ. Giờ bỏ bớt thiện xạ đi kẹp bí ẩn vào được không ta? Kẹp bí ẩn bí ủng vào được không nhỉ? Này, bí ẩn u hồn này với một lèo. Bỏ con này ra, bỏ con này ra, bỏ ba con này ra. Hay là bỏ hai con này ra thôi, kẹp bí ẩn u hồn này. Bỏ hai con này ra kẹp bí ẩn u hồn vào này. Khó nhỉ. Hai bí ẩn có ăn thua không ta?
Bí ẩn, hai bí ẩn bây giờ có 35 tháng phép thôi. Mà nãy giờ cho mình gặp toàn phép AOE không vậy? Cho gặp thằng nào đang vật lý coi. Đấy, gặp thằng nào đang vật lý mình đấm nó coi. Toàn cho mình gặp phép thì mình toang đúng rồi. Đi đi ông. Đánh đéo xếp cho toàn gặp phép không. Lấy bí ẩn với một lèo vào đi. Bốn u hồn. Bắt lại cái một lèo coi. Bắt lại cái một lèo thay con này. Solari là được quá này. Solari được này. Cho Timo này. Mình bắt lại con một lèo. Bỏ vô đây. Để Thread lại. Mình vẫn được mình được tới 4 con u hồn. Hợp lý. Giờ bất kỳ con nào bí ẩn là được. Chết mẹ rồi, bỏ con một lèo rồi. Timo 3 chấp một lót rồi. Lại chấp một lót rồi. Thôi thua rồi, toang rồi. Má tay với. Tướng nhìn không quen anh em ơi. Sorry anh em, tướng nhìn không quen. Chấp mẹ một slot rồi. Toang rồi, thua rồi. Chấp luôn một slot rồi anh em. Rồi, thắng. Thằng này đi rồi. Rồi, không sao. Thôi bỏ đi, bỏ con rắn đi, bỏ rắn đi, bỏ rắn. Bốn u hồn, hai bí ẩn hay hơn đấy. Con này phép AOE nhiều quá. Ừ, sen cũng là bí ẩn nhỉ. Chưa thích nghi được anh em, còn chưa quen, từ từ. Bây giờ mình kiếm con bí ẩn mình bỏ vào cái. Nhìn cho kỹ nha. Đây sen. Sen tạm đi. Rồi được rồi đấy. Cho con này xếp vô đây à. Đây một leo này. Một leo này. Đấy. 6 thiện xạ, 4 u hồn. 2 bí ẩn, vậy đi. Má con cắt ta lên. Ừ hay quá. Kata, ừ, ấy chốc bóp giái, ấy chốc bóp giái, được lắm ấy chốc. Hay đấy. Vinh danh. Ấy chốc bóp giái. Ha ha, ấy chốc bóp giái team này. Vinh danh ấy chốc bóp giái team được của nó. Rồi top 3 vinh danh ấy chốc. Rồi mấy thằng Kata nó ngỏm hết rồi. Mấy thằng Kata nó ngỏm hết rồi anh em ơi. Ê còn thằng Kata này, thôi Kata này không xoắn. Kata này mình bắn chết. Vô là mình bắn chết. Vô đây mình đem chết luôn. Ôi ôi. Xét này.
giáp lửa, máy chiếu, lấy máy chiếu lắp sau các bạn ạ. Con Kata nó bay vô cho cái chiếu vào mặt là thấy mẹ nè, nó không có xoáy được đâu. Cho cái chiếu vào mặt là ngu ngu người liền đấy. Lấy cái máy chiếu ghép sau, thấy con Kata ở đâu ném cái máy chiếu vô mồm đó là nó hết xoáy sủng. Rồi cát hai ngon. Để kiếm bé một lèo hả? Ui ui cát một đống rồi. Không cần phải xếp mấy thằng này thì xếp làm gì. Đánh với thằng này thì cái con Timo tôi cân hết, con Timo tôi cắn hết. Ôi thằng này thua bóng của tôi chứ, thằng xài máy chiếu chất đồ luôn anh em ạ. Được quả view đội hình này, được ai giỏi chất đồ luôn.